Thân ái đã gửi lời chào đến cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay tiếp tục review chia sẻ đến cô chú anh chị mình một lô đất có một căn nhà. Nói chung này là bán đất tặng nhà cô chú chị ha. Thì nhà đất mình tọa lạc là ấp 1 xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cô chú chị ha. Thì vị trí đất của mình nó sẽ ra đường DT784 đó, gần chợ Trung Mích sát bên luôn. Thì mình đây ra đó khoảng tầm 200m đi, khoảng 200m. Em nghĩ chắc tầm rưỡi thôi, 200m đó. Thì đường DT784 chợ Trung Mích kế bên luôn, sát bên. Khu vực này rất là đông dân, đông như Sài Gòn không chú chị ha. Nhưng mà đặc biệt cái là giá đất rẻ như ở quê đó, dân cư đông đó, giá rẻ để chào cô chú anh chị mình ha. Thì lô bất động sản giới thiệu đến cô chú anh chị mình là ở đây đó, cô chú anh chị thấy ha. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô xem tham khảo ha. Thì trước khi vô em cho cô chú anh chị mình xem lại ha. Hiện trạng con đường mình là con đường bê tông 5m của chú chị ha. Đó. Hai bên nhà san sát nhau từ đây tới ngoài quốc lộ DT784 luôn. Đó cô chú chị ha. Thì ở đây dán bàn cờ, thì cô chú anh chị mình thấy á, mỗi một bảng cấm có dấu cộng cả ha. Đó. Đây là dán bàn cờ. Ra ngoài đường lớn khoảng có trăm mấy thôi, 200m thôi. Đó. Hướng này cũng vậy. Mình thông luôn. Dân cư đặt cứng luôn như thành phố của chú chị ha. Đó. Thì cái lô bất động sản giới thiệu của chú chị mình đây là có hai mặt tiền, hiện tại là mặt tiền không nè của chú chị ha, cũng đường bê tông xe hơi chạy được. Đó, đường này cũng xe hơi chạy được ha. Đó. Thì từ vị trí mí hàng rào này mình sẽ kéo ngang qua tới miếu bên đây luôn. Đó. Là 13m của chú chị ha, 13m mấy, em nói chẳng 13 thôi, tại vì nói cái lẻ lẻ chị ha, nó 13m. Thì hậu dài tới 29m của chú anh chị, ở dưới nở hậu của cô chú chị ha. Lô đất mình nở hậu tới 13, nở hậu 13m80 mấy á. Đó. Đó. Cô chú anh chị mình vô xem tham khảo ha. Thì tất cả hiện tại bây giờ nhà đất mình đã có hàng rào dây quanh hết. Đó. Bao tranh chấp sổ sẵn công chứng liền. Ở đây có cái cây này là cây không cái gì ta, này là cây nhãn, cái bên cái gì ta, cái này lạ quá, nhãn gì đó, lá tốt quá. Đó cô chú chị thấy ha. Thì mình thấy đây là hiện tại đây là có xài nước máy nè. Đó. Đây có trồng rau xanh cải thiện ha. Thì phía đây chủ cũng còn có chùm khoảng mấy tấc. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô xem nhà tham khảo ha. Rồi trước khi vô mình xem là cái nhà mình hướng gì ha. Rồi nhà mình hướng tây bắc của chú chị ha. Rồi mời cô chú chị mình vô xem tham khảo. Nhà mình nãy nói như thổ cư quên rồi. Hiện tại nhà mình có 250 thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm của chú chị ha. Bây giờ nói cô chú chị mình nhìn ra bên ngoài ha. Bên đây mình để xe hơi xe tải đầy đủ ha. Tất cả ở ngoài của chú chị mình che máy hiên lên đám tiệc rất là vui vô. Đó, thì đây cũng có cái sàn nước. Ở dưới này là nhà bếp, nhà ăn của mình chú chị ha. Bây giờ ở trên thì phá cửa cho nên mình chịu khó đi đường vòng. Đây là phòng khách của mình của chú chị ha. Thì báo cáo của chú chị mình, nhà này đã rất là lâu rồi. Đó, theo phong cách ngày xưa. Đó, bây giờ chủ cũng sơn phách sạch sẽ, đang cho thuê. Nó với giá là 2 triệu một tháng. Đó, mình nhờ xin mở cửa để review
cho nên mình cũng không có làm phiền cả mở cửa. Cô chú chị mình thông cảm nha. Đó, đây là phòng khách của mình cũng là phòng thờ. Hiện tại dưới này là có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ của chú chị ha. Đây, đây phòng ngủ, đây phòng ngủ là hai phòng ngủ của chú chị ha. Đây phòng chờ. Cái nhà này có diện tích rất là rộng, rất là đẹp. Đây, phía sau đây, phía sau đây là nhà tắm. Nhà tắm, nhà vệ sinh của chú chị ha. Đó, mình còn phía này mình thẳng lối đi qua bên kia là nhà bếp, nhà ăn. Ở đây là chỗ để đồ cũng rất là rộng rãi. Ở sau tường mình đắt tới mấy tường của chú chị ha. Mình còn khoảng trống khoảng gần 1 mét của chú chị. Thì cô chú anh chị mình quan tâm cái lô bất động sản này, liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo để trong mình nha. Thì giá mong muốn của chủ là bán hết tất cả nhà đất này với giá 2 tỷ 2 của chú anh chị mình. Đó. Có nhu cầu liên hệ cho em. Đây. Còn khoảng đất trống phía sau của chú chị ha. Rồi, em cập nhật lại của chú chị mình ha. Đất. Nhà đất mình tọa lạc ấp 1, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì vị trí này mình sẽ di chuyển xuống khu nghiệp Phước Đông tầm khoảng 5 phút. Đó. Mình về di chuyển về bến xe An Sương cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 50-55 cây trở lại của chú chị ha. Đó. Rồi, cô chú anh chị mình có nhu cầu liên hệ cho em lần đầu xem kênh cho một like và đăng ký kênh cập nhật thông tin nhà đất mới nhất ha. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, bây giờ từ vị trí nhà đất của mình em sẽ chạy ra ngoài đường để cho cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Ở đây là căn nhà của mình. Rồi, bây giờ mời cô chú anh chị mình đi một đoạn ha. Đường xá dân cư rất là đông, quá đẹp luôn. Ở đây thì mình có ngã tư. Đó, hướng này mình cũng ra đường lớn luôn của chú chị ha. Thì của chú chị thấy khoảng có 100 mấy mét thôi. Mình đoán thì tầm 200. Đó. Đây là đường nhựa lớn của chú chị ha, 6 làn đường. Thì mình quẹo trái mình sẽ về nước Bè Đen, Tàu Thánh như là thành phố Tây Ninh của chú chị ha. Thì bán kính ở đây khoảng 400-500 mét là tất cả đầy đủ tiện ích công năng như ủy ban, trường học, chợ búa, siêu thị rồi. Ôi xin lỗi, Bách Hóa Xanh chú chị ha, trường học. Rồi mình chạy xuống đây thì trước mặt mình đèn xanh đỏ này, bỏ tới đèn xanh đỏ dưới là ngã ba Bồ Đồng. Thì mình quẹo trái mình sẽ về Bình Dương luôn của chú chị ha. Đó, mình chạy thẳng xuống là mình xuống khu công nghiệp Phước Đông. Đó, cũng như là Trảng Bàng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh luôn của chú chị ha. Đó, thì mình tới cái đèn xanh đỏ dưới, mình quẹo tay phải là mình đụng chợ Bò Đồn của chú chị ha. Chợ Bò Đồn, chợ đây cũng chợ lớn. Đó. Thì đường này cũng vô đất của mình. Ở đây thì cũng như là cái chợ trời của chú chị á. Nó bây giờ cũng trưa rồi. Là nó cho nên giờ người ta dọn dẹp hết rồi. Thì cô chú anh chị mình xem thấy lô bất động sản này vừa ý thì liên hệ cho em. Đó. Đây, mình chạy ngược lại đất mình luôn. Đó, chủ yếu mình đi vòng vòng cho cô chú anh chị mình thấy được cái vị trí này. Đó, thích hợp ở đầu tư ha. Và ở đây có căn biệt thự đẹp. Đó, bây giờ mình chạy vòng về vị trí đất của mình. Đó, đi đường này hồi nãy mình mới chạy nè chú chị ha.
mật độ dân cư đông mà diện tích lại lớn, giá thì thấy cũng quá hợp lý rồi.